Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm hai câu này. Đối với câu đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn gì đây? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn phương án vấn đề. Tại sao lại chọn vấn đề? Nào, các bạn thấy từ feet không? Từ feet thì đây chính là đơn vị. Thì chính là cái chỗ là in dưới từ này. Thì nó chính là cách ghi đơn vị trong tiếng Anh. Rồi rất nhiều câu hỏi về cái này vì tính nên các bạn nhớ luôn cho mình kiến thức này nhá. Thứ nhất là cách ghi đơn vị trong tiếng Anh. Cách ghi đơn vị trong tiếng Anh. Đối với cách ghi đơn vị trong tiếng Anh ấy thì thứ nhất là số rồi sau đó là đơn vị rồi sau đó cộng với tính từ chỉ cái đơn vị đó, hoặc là số cộng với đơn vị rồi cộng với giới từ in rồi cộng với danh từ chỉ đơn vị đó. Đấy. Mà các bạn thấy từ hai này chính là một tính từ. Nếu thế thì sai. Nếu thế thì chúng ta phải chuyển thành một danh từ chỗ này gọi này. Danh từ. Nếu thế thì chúng ta chuyển thành từ height. Đấy. Danh từ của height của hai này chính là từ height. Rồi. Vì thế sai. Hoặc ở đây thì các bạn nó không gạch chân từ in. Nếu mà gạch chân từ in thì các bạn có thể bỏ từ in đi. Để nó là đơn vị cộng với tính từ chỉ ở đơn vị. Tiếp đối với các phân khác thì tại sao đúng nhá. Đối phân A thì đây chính là giới từ cộng danh từ. Nào, giới từ cộng với danh từ. Mà danh từ này chúng ta có mạo từ vì thế nên nó đúng. Được chưa bạn nhỉ? Còn đối phân B thì danh từ này có S vì thế nên danh từ này đã xác định rồi. Còn đối phân C nào các bạn chú ý cho mình này. Approximately này thì nó là trạng từ này. Trạng từ này thì thường hay bổ nghĩa cho tính từ chỉ số lượng. 30 chính là tính từ số lượng này các bạn. Dịch là xấp xỉ. Nó bằng với nghĩa cái từ about. Bằng nghĩa từ about. Xấp xỉ. Khoảng. Được nhỉ? Rồi. Nếu thế thì trong chỗ này chúng ta chọn cái phương án là vấn đề. Nào các bạn chú ý cho mình đối với từ approximately này. Thì nó hay hỏi là chỉ có approximate thôi. Nó bỏ đuôi ly đi. Thì nếu mà như thế này thì các bạn là sai các bạn nhé. Thì trong này nó sẽ phải là thêm đuôi ly vào. Rồi. Tiếp đối với câu 2. Đối với câu 2 thì các bạn sẽ chọn phương án phương A. Tại sao chọn A này? Tại vì as này nó là nghệ thuật, một môn nghệ thuật. Thì trước này chúng ta là thiếu mạo từ un để nó xác định cho danh từ. Rồi, còn các phương khác thì các bạn thấy là đuôi in và and đuôi in. Chính vì thế nên đây là chính là cấu trúc song song của đối với từ and, nhưng mà song song của verb in. Vì thế đúng. Còn đối với phương án C thì đây chính là tính từ cả hai tính từ này bổ nghĩa cho danh từ. Đúng, không thể sai. Còn đối với D danh từ này có S vì tính nên danh từ này đã xác định. Đối hai câu này thì các bạn tập trung cho mình cách nhớ là ghi đơn vị cho tiếng Anh. Cách ghi đơn vị cho tiếng Anh. Cái này nó hỏi rất là nhiều. Các bạn chú ý cho mình chỗ này là tính từ này. Nếu mà không có từ in thì chỗ này phải là tính từ. Còn nếu mà có từ in thì sau từ in phải là danh từ, không phải là tính từ được. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.